Một trời mới, đất mới. Suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ hai mùa vọng 5B. Nếu Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, giáo hội mời gọi chúng ta từ bỏ một đời sống ô uế, héo úa tàn tạ, vì trái tim chai đá vô cảm, để mong đợi được hiệp thông với Đức Giêsu Kitô nhờ trái tim được Thiên Chúa thanh tẩy đổi mới. Thì Chúa Nhật này, các bài đọc phụng vụ mở ra cho chúng ta một trời mới đất mới. Như Thánh Tông Đồ Trưởng Phêrô kêu gọi, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Theo sấm ngôn của ngôn sứ Isaiah, thì trời mới đất mới sẽ là trong sa mạc, một con đường mới thẳng băng được mở ra cho Đức Chúa. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ được bạt xuống, mọi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Trời mới đất mới sẽ là thời đại vinh quang của Đức Chúa tỏ hiện. Ở đó, như mục tử, Chúa chăn dắt đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ cũng tận tình chăn dắt. Nhưng trời mới đất mới ấy không tự nhiên mà có, cũng không ngẫu nhiên tỏ hiện, nhưng đòi điều kiện tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả. Và trái tim chính là nơi mỗi người phải tỏ lòng sám hối. Thực vậy, không thể có trời mới đất mới nếu không có trái tim được đổi mới. Không thể hy vọng một trời mới đất mới nếu không được ban một quả tim mới bằng thịt, như sấm ngôn của ngôn sứ Ezekiel: ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Vì thế, điều kiện tiên quyết chính là mỗi người phải được Thiên Chúa ban cho quả tim mới bằng thịt, để dám bạt xuống mọi núi đồi từ lâu sừng sững trong quả tim bằng đá kiêu căng ngạo mạn, dám lấp bằng mọi hố rãnh vực thẳm, ngày đêm bị quả tim ganh ghét, tị hiềm, bạo lực đào sâu, dám san phẳng mọi gồ ghề, uốn ngay ngắn mọi quanh co của quả tim gian dối, tham lam, ích kỷ. Và chỉ như thế, nghĩa là ở trong trời mới đất mới, với quả tim mới, thì hết mọi người phàm mới được thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa là được thấy vinh quang của người chiếu tỏa. Ở đó, tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên, tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. Đây chính là hạnh phúc đích thực con người đi tìm. Vì còn hạnh phúc nào lớn hơn khi được sống trong một xã hội có tín nghĩa ân tình, một thế giới có hòa bình công lý, mà hòa bình công lý, tín nghĩa ân tình ấy lại được Thiên Chúa bảo đảm. Bởi hạnh phúc của con người chính là vinh quang của Thiên Chúa. Nói cách khác, con người chỉ thực sự hạnh phúc khi được Thiên Chúa tỏ cho thấy tình thương của Ngài và được Ngài ban ơn cứu độ. Do đó, sẽ hoàn toàn không tưởng và biển vông vô ích nếu con người đi tìm hạnh phúc mà loại bỏ Thiên Chúa, Đấng sẽ tặng ban phúc lộc và làm cho đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Cũng thế, sẽ chẳng bao giờ tìm được trời mới đất mới nếu từ chối đón nhận quả tim mới được Thiên Chúa thương ban bằng sám hối trở về. Bởi sám hối là điều kiện để được Thiên Chúa thứ tha và trở về để được tình Ngài thanh tẩy chữa lành và biến đổi trái tim chai đá vô cảm thành quả tim bằng thịt biết rung cảm chạy lòng. Vâng, trên hết và trước hết, mùa vọng là mùa đổi mới. Nhưng để đổi mới, dù là bất cứ đổi mới nào, gia đình, làng xóm, quê hương, thế giới, hay đổi mới cộng đoàn, giáo xứ, giáo phận, giáo hội, chúng ta đều phải bắt đầu bằng đổi mới con tim mình. Và đổi mới con tim chính là sám hối trở về. Bởi chỉ một mình Thiên Chúa mới thanh tẩy, đổi mới được cõi lòng ta từ cứng cỏi, nguội lạnh, kiêu căng, gian ác thành mềm mỏng, xốt mến, khiêm nhu, chân thành như lòng Chúa mong ước, cho một trời mới đất mới trong vinh quang của Ngài.